các ông vẫn còn chưa biết được rằng ấm ma di tế quấy nhiễu tu hành samatha cảnh tì bà sa na. Ma cảnh hiện tiền mà không nhận biết, rửa tâm không đúng, lạc vào tà kiến, hoặc bị ấm ma, hoặc bị thiên ma, hoặc mắc quỷ thần, hoặc gặp ly mị, tà tâm mê muội nhận giặc làm con, lại từ bản thân được ích cho đủ. Như vị tỳ kheo tên là Vô Văn chứng đắc tứ thiện, giọng nói chứng thánh, khi hết phước rồi, ở nơi cõi trời tướng suy tự hiện, phải đền nghiệp tội phỉ báng là hắn, phải thọ thân sao, đọa vào địa ngục A Tỳ chịu khổ. Giảng Nhữ Do Dị Thức. A Nan trước đó tự hỏi Đức Phật cách thức tu hành như thế nào, vì chúng sanh dị lai thịnh pháp. Tuy A Nan đã hiểu đạo lý tu hành, nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế. Lý luận thì đã hiểu, nhưng chưa có kinh nghiệm. Vì thế, không biết trong sự tu hành sẽ có những việc gì phát sinh. Vì thế, Đức Phật nói, A Nan à, nay còn không biết sao? A Nan không biết cái gì? Tu Samatha Tì Bà Xá Na Di Tế Ma Sự. Tu tập Lăng Nghiêm Đại Định là sự quán chiếu di mật. Lúc tu định này, rất có nhiều ma sự. Ma này không phải hiển hiện rõ rệt, mà rất di tế. Ma cảnh hiện tiền, nhữ bất năng thức. Lúc ông dùng công tu đạo, khi hạ thủ công phu phản văn văn tự tánh, đó là lúc ma cảnh hiện tiền. Ông không nhận thức được ma này, sao gọi là ma? Tẩy tâm phi chánh, lạc ư tà kiến. Ông tuy rửa tâm, nhưng nếu có một chút sai lầm, lầm cho tà là chánh, cho vọng là chân. Tuy tu định vốn phải trừ sạch những cấu nhiễm nhơ bẩn trong tâm, nhưng không rõ biết ma cảnh thì không được chánh tâm. Không phù hợp chánh tri, chánh kiến thì sẽ bị đọa lạc vào tà kiến. Lời ban biên tập. Dưới đây là phần giảng của Thượng Nhân năm 80. Rửa tâm ở đây tức là quý vị có tà kiến ở trong tâm, quý vị lạc vào tà kiến. Rửa tâm tức là trong tâm của quý vị quét dọn chưa được sạch sẽ, tà kiến trong tâm của quý vị chưa gội rửa sạch sẽ, rửa cái tâm tà kiến đó. Phi chánh tức là chưa gội rửa sạch sẽ, tức là quý vị muốn không sanh không diệt, nhưng trong tâm của quý vị vẫn còn sanh diệt. Ở đây có ý nghĩa là ví như có người nữ nói rằng, à, tôi không muốn có bạn trai, nhưng trong tâm thì muốn. Người nam thì nói, à, tôi không muốn có bạn gái, không muốn, không muốn, nhưng trong tâm chẳng phải thật sự không muốn. Ở trên đây gọi là rửa tâm không chánh, vì bên trong vẫn còn chứa chấp tà niệm, vì thế nên rơi vào tà kiến. Phi chánh tức là chưa có rửa sạch sẽ. Thượng Nhân Quả Mổ, thầy ở chùa Kim Sơn, người đó có bệnh, thầy có thấy hình dáng của người đó chăng? Quả Mổ trả lời, dạ con thấy rất là đáng sợ. Thượng Nhân, đó là một con rồng dữ, tức là hiện tượng phi tinh nhập vào người, bị ma nhập, lại còn mạo xưng là Bồ Tát gì đó. Quả Mổ, lần đó chúng con ở chùa Kim Sơn nhìn thấy bộ hiện tượng rất đặc biệt, tức là có một cô khoảng 40 tuổi từ Đài Loan đến đây. Sau đó Thương Marie bảo với chúng con rằng chồng cô ta không cần cô ta nữa, vì mỗi tối cô thường nghe tiếng kêu cô làm cái này, kêu cô làm cái kia, muốn cô đi chùa này, muốn cô đi miếu nọ. Vì thế, nửa đêm nửa khuya, 11, 12 giờ đêm đều mở cửa để đi. Người chồng cảm thấy cô bệnh tâm thần nên không thích cô nữa. Cô đi khắp nơi tìm chùa miếu. Thứ bảy đến chùa Kim Sơn, không biết cô làm cái gì mà ngồi đối diện với sư phụ
với tư thế ngồi thiền. Con thấy gương mặt của cô ta rất hung dữ, ánh mắt thì sân giận. Lúc đó con nghĩ thật là không nên có cái tâm sân như thế. Đó là từ vô lượng kiếp tích lũy cho đến ngày hôm nay. Thật là một quả bom nguyên tử. Hai tay cô chắp lại đối diện sư phụ, sự hung dữ lộ ra mắt. Mọi người ở đó đều thấy. Bỗng nhiên cô ta u một tiếng, thanh âm chát chúa. Sau đó miệng như phun ra cái gì, tay thì múa may rất nhanh rất nhanh. Thật là kỳ lạ. Thượng nhân, đó là cô ta đang dùng pháp thuật để đấu pháp với ta. Cô không biết cô ta đang hiển thần thông đó. Quả mổ lại niệm chú. Một lúc sau nước mắt ràng rụa đầy mặt. Sư phụ hỏi cô ta, cô muốn cái gì? Thượng nhân, khi cô ta khóc rồi quỳ xuống, tự như con rồng đang quỳ mọp xuống, quỳ rồi lại. Cô ta không đấu nổi nên đầu hàng đó. Quả mổ, cô ta đầu hàng xong, thỉnh sư phụ dạy cô ta biết phải tu hành như thế nào. Sư phụ nói, vì cô thừa cấp giới quản, cô nỗ lực dụng công tu hành, nhưng không giữ giới luật, nay đòi làm thân rồng. Tuy có thần thông, nhưng rất đau khổ. Tại sao cô lại không tu hành cho tốt? Bảo cô quy y Tam Bảo, thì cô ta lại nói, cô không hiểu phải tu hành như thế nào. Cô ta nói, mỗi khi mở kinh Địa Tạng ra, thì dường như có một sức mạnh nào không cho cô xem. Sau đó, cô lại thỉnh sư phụ dạy bảo cho cô là cô muốn xem bộ kinh đó thì phải tu hành như thế nào. Thượng nhân, rửa tâm không chánh có thể dịch là giữ tâm không chánh, khiến người dễ hiểu hơn. Vì giữ tâm không chân chánh nên rơi vào tà kiến. Đối với anh văn thông suốt thuận tai là tốt, không cần dịch theo từng chữ. Tôi tin rằng lúc ban đầu tiếng Phạn dịch thành tiếng Hán cũng phiên dịch theo ý này, không nhất định hoàn toàn dịch từng chữ. Vì thế anh văn dịch thông suốt, ai xem cũng hiểu là tốt rồi, không nhất định phải chiếu theo chữ đó. Cần đoạn văn trên, văn dưới thông suốt mới được. Trong đoạn kinh này, câu nhữ bất năng thức, tức là các loại ma cảnh đến mà quý vị không nhận biết vì rửa tâm không chánh. Quý vị không nhận thức được, tức là không có trí tuệ. Tại sao không có trí tuệ? Chính vì quý vị có cái tâm không chánh đáng, có tà kiến, cho nên rơi vào tà kiến. Sao gọi là giữ tâm không chánh? Ví dụ người này tu hành Phật Pháp, nhưng không muốn khai mở trí tuệ, chỉ muốn cầu thần thông, đó tức là rửa tâm bất chánh. Người này chỉ muốn tôi học mật tông để chứng đắc cho nhanh, đó tức là rửa tâm không chánh. Cũng tức là cái sức chú ý giữ tâm của người này không chánh đáng. Đó cũng chính là nhân địa không chánh thì quả địa cũng biến thành tà. Tẩy tâm là cái nhân trong tâm, tham sân si trong tâm, dục niệm trong tâm không rửa sạch sẽ. Nói tóm lại, tẩy tâm tức là nói dục niệm của mình chưa được sạch sẽ. Vì dục niệm không sạch sẽ nên vô minh che đậy. Vì thế cảnh giới ma đến mà không biết, cũng không biết cái nào là ma, cái nào là Phật. Ông không thể biết. Vì sao không biết? Vì không có trí tuệ, cũng tức là tẩy tâm bất chánh, cũng tức là tồn tâm phi chánh. Sức chú ý của quý vị không chánh đáng nên rơi vào tà kiến. Vì ma đến, quý vị xem đó là Phật, vốn là không chân chánh, mà quý vị xem đó là chân chánh, cho nên rơi vào tà kiến. Cảnh giới ma đến, quý vị lại cho là cảnh giới tốt đẹp. Kinh văn nói, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà.
nghĩa là nếu không cho rằng chứng đắc thánh quả thì được gọi là cảnh giới thiện lành. Nếu tự cho mình chứng đắc thánh quả thì bị rơi vào các thứ tà kiến. Nếu quý vị cho rằng quý vị có cái gì rất là tuyệt vời, tà này tài ba lỗi lạc, quý vị vừa tự mãn thì sẽ bị ba nhập. Quý vị sanh lòng tham, tức là không chánh. Quý vị sanh các tâm tham cầu, gọi là không chánh. Giữ tâm không chánh thì sẽ lạc vào tà kiến. Quý vị còn tự lợi, ích kỷ, nói vọng ngữ đều rơi vào tà kiến. Như có người nói rằng mình là đệ tử của lão hòa thượng Hư Vân, cũng có đến vạn Phật thành, ở chùa Kim Sơn bị tận xuất. Người này mở mắt tráo trừng nói vọng ngữ rằng ở núi 7 ngày lại thấy được Bồ Tát Di Lặc. Người này cảm thấy mới mấy ngày là bao nhiêu ngày, nói bậy nói bạ. Đó gọi là giữ tâm bất chánh, rửa tâm bất chánh, chưa chứng nói chứng, chưa đắc nói đắc. Người này rơi vào cảnh giới ma, tự bản thân mình còn không biết, còn đem cái này tuyên truyền khắp nơi. Vì thế đến chùa Kim Sơn bị đuổi đi mấy lần. Năm 80 thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô Ha.